Banjo Ryoga, một tên tù nhân tình cờ được Sento tìm thấy trong cuộc tấn công Smart để thanh lọc của anh ta, giải cứu hắn thoát khỏi đám truy bắt từ lực lượng phòng vệ Toto và đưa tên Banjo này về cùng với mình để thực hiện những nghiên cứu giải phóng Smart. Những quá khứ của Banjo cũng như những hí hiểm xấu xa từ tên thiên tài ác ma phần đen tối thành phố Toto đang dần được hé lộ. Sento trong trận chiến của mình để thanh lọc những Smart, anh đã phải đối mặt với hai kẻ thù vô cùng nguy hiểm là Bloodstud cũng như tên Nairo, cũng là những kẻ có sức mạnh ngang ngửa với anh, gây không ít khó dễ cho Bill trong những trận chiến. Cần một đồng minh chất lượng, một người có khả năng tương thích với Bottle, Banjo Ryoga không nào phù hợp hơn, một kẻ có khả năng nhìn ra những pest mắt mặc dù Sento cũng không thể nào hiểu được nguyên tắc của nó. Ấp ủ một dự án từ rất lâu để giúp tên Banjo này khả năng tương trợ mình trong tương lai, anh đã chế tạo riêng cho hắn một vật phẩm.